Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với audio văn học của Học Văn Chị Hiên. Và trong phần audio văn học của buổi tối ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng quay ngược thời gian để cùng với chị đi tìm hiểu về một nhà văn được coi là nhà văn của mọi lứa tuổi. Và nhà văn này cũng đã được nhà thơ Trần Đăng Khoa từng đưa ra một nhận định vô cùng chính xác như sau. Ông giống như một từ điển sống, một pho sách sống. Ông như cuốn bách khoa toàn thư mà không viện sĩ nào, học giả nào có thể sánh được. Tôi đã có dịp tò mò hỏi ông về Hà Nội và rất ngạc nhiên. Tôi không ngờ ông hiểu về Hà Nội sâu sắc đến thế. Tôi gọi ông là nhà Hà Nội học, dù ông không nghiên cứu. Nhắc tới đây thì không biết là có bạn nào đoán ra được tác giả ngày hôm nay chị muốn tìm hiểu cùng với các bạn là tác giả nào không? Đó chính là nhà văn Tô Hoài. Tô Hoài sinh ra trong một gia đình thợ thủ công. Bước vào tuổi thanh niên, ông đã phải làm nhiều công việc để kiếm sống như dạy trẻ, bán hàng, làm kế toán hiệu buôn. Vì vậy mà vốn sống cũng như sự từng trải của ông in sâu vào trong những sáng tác. Đến với văn chương, nhà văn này gây ấn tượng và đặc biệt giành được tiếng vang lớn qua tác phẩm truyện dài Dế Mèn Phu Lưu Ký. Đến năm 1943, Tô Hoài gia nhập Hội Văn hóa Cứu Quốc. Trong chiến tranh Đông Dương thì ông chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực báo chí, nhưng vẫn có một số những thành tựu quan trọng như truyện Tây Bắc. Với hơn 60 năm hoạt động, nghệ thuật miệt mài, tâm huyết, ông đã để lại số lượng tác phẩm đồ sộ. 100 tác phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau, truyện ngắn, truyện dài kỳ, hồi ký, kịch bản phim, tiểu luận và kinh nghiệm sáng tác, v.v. Những tác phẩm của ông đi vào lòng bạn đọc bởi một lối kể chuyện có duyên, tự nhiên, vốn am hiểu rộng và khéo léo đưa những hiểu biết đó vào trong tác phẩm của mình. Có thể thấy rằng với sự nghiệp cầm bút, nhà văn này đã để lại những dấu ấn rực rỡ trên nhiều mảng sáng tác với những câu chuyện đồng thoại cho thiếu nhi, những tác phẩm về con người và cuộc sống vùng cao. Ông còn được xem là nhà văn kể chuyện Hà Nội xưa hay nhất nữa đấy. Đây là một nhà văn có thể coi là sinh ra để viết. Các bạn thử nhìn vào khối lượng tác phẩm của Tô Hoài mà xem. Chúng ta sẽ thấy rằng đó là một khối lượng tác phẩm vô cùng đồ sộ. Người ta sẽ thấy rõ sức làm việc dẻo dai cần mẫn của tác giả này là như thế nào. Với Tô Hoài, viết giống như là việc ông hít thở khí trời, là một hình thức dưỡng sinh. Có lẽ cũng bởi vì thế mà mặc dầu Tô Hoài làm đủ thứ việc, từ tổ trưởng tổ dân phố đến phụ trách một tờ báo, từ việc đi thực tế đến việc làm lãnh đạo hội văn nghệ, toàn những việc mà nhà văn lúc nào cũng cảm thấy nó dễ làm lười đi cái nghiệp viết lách, vậy mà ông vẫn cứ viết, viết, viết đều hơn như thế. Chúng ta có thể thấy rằng là không phải ngẫu nhiên mà trong số những nhà văn hiện đại, Vũ Ngọc Phan đã xếp Tô Hoài vào đội ngũ các cây bút tả chân. Từ góc nhìn đời tư, Tô Hoài đã mở rộng ống kính của mình để khái quát cả những biến thiên của xã hội. Trong số đó, tác phẩm Quê Người là một trong những tác phẩm mang tính chất khái quát cao vì nó đã thể hiện được sự rạn vỡ về cấu trúc của văn hóa, tâm lý và đời sống của con người trong vòng quay của lịch sử. Trong khi những cây bút cùng thời hướng nhiều hơn tới cảm hứng sử thi, thì Tô Hoài lại là nhà văn vẫn chú ý đến cuộc sống thường nhật. Nói đúng hơn là, ngay cả khi miêu tả những cơn trở dạ của lịch sử, ông vẫn giữ được cái chất giọng nhẩn nha, hóm hình, vừa tinh tế, vừa không nghiêm trọng hóa. Viết cho trẻ con cũng vậy, ông hiểu tư duy trẻ thơ và kể cho chúng theo cách nghĩ của chúng. Đây là điều mà không phải cây bút chuyên viết cho thiếu nhi nào cũng làm được. Đặc biệt, chúng mình phải nói tới đó là khả năng sử dụng ngôn ngữ của ông. Chữ nghĩa của Tô Hoài cất lên từ đời sống, nhưng đó là thứ ngôn ngữ được chắt lọc kỹ lưỡng. Các chi tiết nghệ thuật trong những tác phẩm của Tô Hoài thường là kết quả của một quá trình quan sát vô cùng tinh tế. Điều này các bạn có thể nhìn thấy rất rõ ở trong truyện ngắn Vợ Chồng A Phủ. Mặc dù ông là một người Hà Nội, ông là một người viết nhiều về Hà Nội, thế nhưng khi ông chuyển dịch đề tài của mình một chút, viết về những câu chuyện con người lao động nơi dẻo cao Tây Bắc, ông đã ngay lập tức sử dụng
những cái cụm từ mang tính khẩu ngữ rất là cao, một cách kể chuyện giúp cho chúng ta gợi về một cái câu chuyện của một dân tộc, của một cô gái người dân tộc trên mạn núi cao Tây Bắc. Và chúng ta nghe, chúng ta nhìn thấy, chúng ta đọc được những chi tiết đậm nét mang văn hóa của vùng đất nơi đây. Có thể thấy rằng là trong những kỷ niệm rất đời của mình, rất hóm của mình, thì cha đẻ của Dế Mèn, nhà thơ Vũ Quần Phương có kể lại một câu chuyện về Tô Hoài như thế này. Ở nơi Tô Hoài làm tổ trưởng tổ dân phố, có ông thứ trưởng gửi công văn đề nghị ông tổ trưởng nhắc mấy bà hàng xóm nói to buổi trưa, làm ông mất nghỉ cả trưa, có hại cho công tác cách mạng buổi chiều của ông. Nhờ ông đe mấy đứa trẻ chuyên bấm chuông cổng nhà ông rồi chạy. Ông Tô Hoài hôm sau thảo thư gửi ngay cho đồng chí thứ trưởng báo cáo rằng ông đã cấm các bà ở cửa hàng bán nước sôi không được nói to buổi trưa và đã đe lũ trẻ bấm chuông, nhưng cũng đề nghị đồng chí thứ trưởng cho nút bấm chuông lên cao để trẻ con không với tới. Cuối thư còn kính cẩn chào thân ái và quyết thắng, sau đó ký tên. Nhà văn Tô Hoài cũng là một người giao thiệp rất rộng, là bạn thân thiết với các cô gái Hờ Mông lẫn các bạn văn ở Âu Mỹ, đi từ Á sang Âu, lan man sang châu Mỹ, châu Phi. Ít có nhà văn nào đi được nhiều nước ngoài giống như ông. Có cuốn truyện ông vừa đi nước ngoài vừa viết. Ấy vậy mà mọi chuyện lớn nhỏ ở quê nhà Nghĩa Đô, ở Kẻ Bưởi, ở Kinh Kỳ, ông lại đều tường tận. Ông có thể viết về con bồ nông ở Samarkand, lại có thể tỉ mỉ kể về chuyện móc cống ở Hà Nội thời Pháp thuộc, chuyện đi bụi thời kinh tế thị trường. Ông kể về loài vật với đầy đủ tập tính của nó, nhưng lại bộc lộ sắc nét tính cách của những loại người khác nhau. Nhà thơ Vũ Quần Phương đã từng